Xin chào các bạn. Wow, một ngày quá đẹp luôn. Hôm nay là mùng 2 ở bên Mỹ. Ở Việt Nam thì là mùng 3 rồi ha. Đến khi nào thì hết mùng các bạn? Hết giăng mùng trải chiếu đi. Nói vậy chứ có người ăn Tết đến cuối cùng mà giăng mùng trải chiếu khi nào đến hết khùng thì thôi. Anyway, bữa nay ngày Chủ nhật bên đây cho nên mình chở thằng con trai đi đến một cái nhà hàng Mỹ để mà ăn ăn trưa. Thì con trai nó thích cái quán này lắm. Mình thì cũng không thích lắm nhưng mà có một cái món mình thích là thịt bò. Thì đến đây mình tính ăn món thịt bò. Đã nói là kiêng ăn rồi mà cuối cùng thì cũng phải ăn miết bởi nó khổ. Thừa họ cơ hội mình mời các bạn ngồi trong xe nhìn cảnh của Cali, Bắc Cali. Đây là thành phố San Jose. Mình sẽ chạy từ đây đến cái tiệm ăn khoảng chừng 20 phút nha các bạn. Cho nên mình sẽ tìm tìm chuyện để tán gẫu cho các bạn cho vui. Thì tóm lại Tết rồi đã hết ở bên đây rồi nha các bạn. Mình là mùng 2 là coi như hết rồi. Ngày mai thứ hai là coi như ai cũng đi làm lại rồi, cũng công việc trở lại đi học. Cho nên con người ta không còn ăn Tết nữa đâu. Chứ không như ở Việt Nam mà ăn đến mùng mùng 3, người thì ăn tới mùng 3, người ăn tới mùng 7. Người thì ăn Tết cho tới hết tháng luôn hả? Mình nghe nói hồi xưa nông dân là phải ăn Tết cho tới một tháng vậy mà. Anyway thì mình đang trên đường đi rồi không có nói chuyện được cho nên mình phải lồng tiếng sau đó. Các bạn cũng thông cảm cho tại vì thật ra ngồi trong xe thì nó ồn lắm, nói chuyện cũng cũng khó mà nghe. Cho nên khi mình lồng tiếng lại thì mình đã biết tin tức, một cái tin tức rất là buồn cho thế giới thể thao bên Mỹ. Nhất là bóng rổ, cái một người tên là Kobe Bryant là một cái người chơi rất là giỏi, cái là sau Michael Jordan hay là Magic Johnson đồ gì là tên tên của anh chàng này là nổi tiếng nhất ở bên Mỹ luôn á, nghĩa là mình nói có thể trong trong cái làng bóng rổ từ xưa đến nay anh ta đứng là cũng quán top 5, top 6 chứ không có đến nổi tệ đâu. Anyway thì tin là anh ta bị chết. Thì trong lúc ngồi trong ăn tiệm ăn á, cái này là mình kể lại cho nên chưa cái lúc mình đi này thì chưa tới tiệm ăn nhưng mà mình kể lại. Thì trong cái lúc ngồi ăn trong cái quán ăn á, quán ăn này nó là sport bar. Cho nên nó trên TV nó chiếu rất nhiều trận đấu không? Trận bóng rổ rồi bóng cà na đủ thứ bóng hết. Thì tự nhiên mình sao thấy, tại vì mình ngồi xa mình không có nghe tiếng, mình thấy liếc qua liếc lại mình thấy sao mà cứ chiếu mấy cái trận đấu của cô Kobe Bryant, là anh ta đã nghỉ nghỉ chơi lâu rồi mà sao cứ chiếu hoài vậy, không lẽ cái đài này nói về lịch sử của anh chàng này. Thì mình mới nhìn kỹ lại thì đề là anh ta đã bị chết tại vì rớt máy bay. Wow, lúc đó mình mới sốc. Thì mình móc cái iPhone ra mình coi thì đúng rồi, là tin tức tùm lum tà la hết. Nói tóm lại thì anh chàng này mới vừa nghỉ retire có được một vài năm à, mới có 41 tuổi thôi, nghĩa là chơi rất là giỏi cho nên tiền quảng cáo với tiền lương của chơi bóng rổ là anh ta rất là nhiều tiền, giàu khủng khiếp luôn á. Anyway thì anh ta đi đi chơi, đi dẫn con gái đi chơi cái bóng rổ cái gì đó cũng trong team nào, thì đi trên trực thăng, trong đó có 9 người, thì trực thăng nó rớt lên xuống chết hết, thì anh ta với lại con gái 13 tuổi chết. Rất là tiếc, rất là mình thấy cuộc đời anh ta vừa vừa nghỉ chơi bóng rổ coi như là có thể để mà hưởng thụ con cái gia đình này nọ đâu biết không, thì bây giờ đã mất rồi. Thì anh ta chơi cho một cái đội ở dưới LA Lakers là rất là người ta rất là mến
Thì mình nghĩ ở dưới LA chắc cũng xôn nôn nao xôn xao dữ lắm rồi. Mình thì nghĩ lại cũng không biết làm sao. Nếu như anh ta không phải giàu á mà phải dùng xe để mà đi thì đâu có sao đâu, đúng không? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cái số nó tới rồi thì đi xe nó cũng bị đụng chết. Đi máy bay rớt thì cũng có, mà ví dụ như người ta bị accident chết cũng có, như công chúa Diana hồi đó cũng đi xe mà cuối cùng bị tai nạn chết. Cho nên mỗi người có số phận, chết lúc nào mình không biết hả? Thật ra thì mình cũng đã nghĩ như vậy rồi. Life is short, nghĩa là cuộc đời nó rất là ngắn ngủn. 3 năm trước khi mình bị bệnh tim đó, rồi mình cũng nghĩ như vậy đó, cho nên mình cũng không có stress mà đi làm cực khổ nữa. Mình đã muốn làm cái gì cho nó nhẹ nhàng lại, rồi nuôi con hưởng thụ vài năm cuối của tụi nó. Cái ngày trưa mình nó vừa đi làm vừa lo con rồi gì cực lắm, rồi stress nữa này đó, cho nên mình nghĩ như vậy đó. Cuộc đời rất là ngắn ngủn, nhớ khi nào mình như là mình nghĩ là mình ôi vài năm nữa đi rồi tính, không vài năm nữa rồi tính, cuối cùng thì nhìn đi nhìn lại là mình sắp xỉ 60 tuổi rồi. Đời nó rất là ngắn ngủn. Ơi, nói chuyện về chết chóc của mùng 2 thấy cũng hơi không có vui. Thật ra thì tuần này là cái tuần gọi là Super Bowl Week, nghĩa là cái tuần những cái đội bóng Canada đó đi xuống với cái thành phố Miami ở Florida đó, là họ sẽ chủ nhật tuần tới là họ sẽ đấu trận rất là to lớn, đó là chung kết. Thì thường thường nước Mỹ cái Super Bowl nó rất là nó nổi tiếng, nghĩa là commercial, nghĩa là quảng cáo này nọ đồ dữ lắm, mà cả tuần ví dụ như cái thành phố nào mà tổ chức Super Bowl rất là vui. Và mình ước chi mà mình được có tiền mà bay sớm tới Miami chơi cả tuần luôn ha, rồi vào coi Super Bowl luôn rồi về. Cái chuyện đó thì không thể. Super Bowl mà ở Miami thì thôi, quá quá vui, thú vị đi. Miami là một cái thành phố rất là đẹp mà xa có biển nữa. Nếu như mình mà có tiền mà muốn đi đâu đi thì mình sẽ đi hiện tại bây giờ là mình sẽ bay tới Miami và sẽ book hotel, mua vé đồ gì. Vé thì chắc mắc lắm. Trời, chơi party cả tuần luôn, sống cho nó vui vẻ phải không? Còn những người không có đi được thì họ sẽ chờ đến ngày chủ nhật họ tổ chức nướng nướng thịt ngoài trời rồi coi Super Bowl nhậu nhẹt rồi đó. Ngày xưa mình cũng hay đi đến nhà bạn làm cái kiểu đó lắm, mà lúc này coi vài năm nay thường thường mình coi là coi ở nhà không à, mà năm nay đội nhà để được vào chung kết cho nên mình cũng nghĩ đang phải làm đi đâu cho nó vui ta. Đến đến nhà ông anh hay có hai anh em thích thích bóng cờ na, hai anh em ngồi uống bia rượu rồi coi xong cho đã rồi xỉn lái xe về lại cảnh sát nó bắt nữa, bởi khổ. Nói gì nói chứ có dư giả thì cũng sướng, phải phải hưởng thụ cuộc đời phải không? Mình công nhận lái xe từ đây đến đó 20 phút mà thấy tự nó cũng lâu nha. Đi ra đây tới freeway thì chạy một lúc thì nó nhanh hơn. Nó bắt đầu mình vào freeway thì tốc độ nó nhanh hơn, không có đèn xanh đèn đỏ nữa, đi thì nó nhanh tới. Anyway, mình nghĩ vậy đó. Rồi xong cái Tết này rồi thì coi như mình cũng không còn cái lễ gì nữa đâu, mình cũng phải ráng cố gắng trở lại cái quyết định của mình là kiêng ăn tập thể dục này nọ lại chứ. Mình muốn xuống vài ký mà
Mấy nay coi gần cả tuần rồi mà cân mình thấy không xuống được chút nào hết. Cho nên nó cũng hơi buồn 5 phút. Yeah, thì mình sẽ bây giờ từ đây đến mùa hè thì phải lo cho con xin đơn vào đại học, rồi lo cho nó cái graduation. Con gái thì mình khỏi lo rồi, nó đang ở trên trường đại học, thì đến mùa hè này nó vẫn đi học, nó không nó thèm nghỉ, như là nó lấy vài lớp mùa hè đó rồi nó ở trên đó luôn. Thì mình chỉ còn có thằng con trai này mình phải lo cho nó. Đây, nghĩa là mùa hè này chắc cũng không biết có thì giờ đi đâu chơi không. Bởi khi nhỏ mình nghĩ thằng nhóc nó lớn lên đó thì mình khỏe, nhưng mà đến giờ nó gần 18 tuổi mình vẫn còn phải lo cho nó. Đúng ra thì mình không có ăn mừng ăn tiệc này nọ thì cũng phải phải ráng thôi, chứ còn thật ra nếu như mà muốn ăn tiệc ăn tùng thì cuối cùng cũng còn à. Thì sau cái Tết này thì còn cái lễ Valentine phải không? Có người yêu là phải Valentine. Rồi sau đó thì có hai đứa con mình nó birthday. À, xong birthday rồi thì lễ July 4 xong rồi tới Quốc Khánh, Labor Day, rồi Labor Day rồi lại trở lại vòng vòng Thanksgiving rồi Noel rồi lại Tết Tây Tết ta nữa. Nếu ai mà muốn ăn uống mà tiệc tùng thì coi như mỗi cuối tuần nào cũng phải làm hết à. Mà thật ra thì hồi xưa mình vậy đó, chưa có vợ chưa có con đó. Đi làm ha, làm thì từ thứ hai cho đến thứ sáu thì ráng làm, nhưng mình không có được phải bay vào thứ bảy chủ nhật thì làm mình thích lắm. Kiểu là khi nào bắt buộc thì mình mới vào đó, chứ còn thật ra mình ít khi nào mà mình vô làm cuối tuần lắm. Chỉ có một vài công ty mình bị ép vô làm á thì có việc phải vô thôi, chứ còn ngày xưa mà làm mà không lương thôi ai mà thích làm. Nó nói thật ra có lương cũng mình cũng thích nữa, làm 5 ngày đủ rồi thì 2 ngày mình phải ở nhà hưởng thụ chứ. Đó, nói như vậy đó. Nói thật ra thì nhưng mà năm nay mình phải cố gắng thôi, phải từ đây cho đến ít nhất mùa hè mình cũng phải ăn ít lại, rồi tập thể dục lên cho nó có năng lượng này nọ, rồi để chuẩn bị đặng travel chứ, nghĩa là đi du lịch bụi chứ. Nói thật ra mình nói cho lắm không biết có làm nổi không, nhưng mà mình nghĩ đi đi ví dụ như tháng về rồi một vài tháng sau rồi đi nữa, rồi từ từ quen rồi mới đầu đi ở thời gian lâu, rồi có thể đi ở 6 tháng hay gì đó thì có thể phải không. Rồi như Việt Nam visa cho cũng khoảng 6 tháng hả? Về Việt Nam chơi thì 6 tháng đủ rồi. Mà thấy mình nói thật ra mình đi về Việt Nam 3 lần á, nhưng mà nó dồn lại trong cái một năm đó mình đi 3 lần. Thì cái tuần thứ hai là bắt đầu mình thấy muốn về rồi, muốn muốn đi về Mỹ lại rồi. Tại vì cũng xài tiền khá nhiều rồi, hai nữa là công chuyện ở bên Mỹ này nó có đủ thứ, là nào là bill rồi nào là này nọ mình phải làm phải không. Cho nên nói thật ra thì đi đi mà bỏ đi cả 6 tháng trời không biết làm được không, nghĩ không biết. Có thể nếu như sắp xếp được, nhưng mà đi chơi vui thì cũng cũng có thể. Oh, who knows, không biết đến đó rồi hả, tính bây giờ tính xa quá các bạn ha. Mỗi ngày mình phải tới đâu hay tới đó, chứ lo xa rồi cuối cùng cũng không được gì hết. À, đến khúc này mây nó nhiều quá ha. Thường thường vài tháng nữa là cái bầu trời Cali này nó rất là xanh, tại vì nó rất là khô, nó không có mây cỏ mây nước gì hết á. Coi như từ khoảng tháng 4 cho đến tháng tháng 10 vậy đó, khoảng nghĩa là tùy năm không, thì cái không khí nó rất là khô cho nên không có mây đâu. Rồi cho nên cái bầu trời Cali rất nào nó cũng xanh lè xanh biếc luôn á, không có một cái mây.
cái khu shopping này á, thì mình cũng ít đi đến lắm, tại vì nó cũng khá khá xa nhà, cũng chạy tới 20 phút mới đến. Mà khu này là khu nghỉ trắng không à, cho nên vào đây thì khi thằng con hay là con gái hay là gia đình muốn đi ăn mấy cái món ngon, món Tây đồ đó thì vô đây, mình thích vô đây. Có cái chợ Trader Joe rồi, cũng mình cũng thích đi cái chợ đó. Rồi có mấy cái shopping, không phải là một cái mall mà là nó cái plaza thôi, nghĩa là nó không nhiều bằng cái mall nhưng mà nó cũng có khá nhiều shop. Rồi đây thì có quay mấy quán ăn lại rải vậy đó. Nhìn về hướng mình đang chạy thì chạy ngoài tới thì tới downtown của San Jose luôn. Con trai thì càng ngày nó lại càng kén ăn, cuối cùng thì nó chỉ còn ăn cái món Tây không à. Mình cũng không biết làm sao nói nữa. Mình mà có dẫn nó đi về Việt Nam cũng hơi mệt á, nội nghe cái nó mà complain không đó chắc mình hết vui luôn, nói thật ra. Cho nên cuối cùng chắc cũng không có cho đi đi, chắc cũng thôi, không có dẫn nó theo đâu. Lúc nhỏ thì không nói gì, bây giờ lớn rồi nó cằn nhằn riết rồi mình nhức cái đầu thôi. Việt Nam bây giờ thì đang giữa Tết rồi hả, chứ chưa có ăn Tết xong đâu. Đó, mùng 3 rồi cũng vẫn còn ok mà. Bắt đầu mùng 4, mùng 5 thì cũng có lai rai người ta đi đổ xô trở về lại Sài Gòn đi làm hả? Đến mùng 10 là chắc là họ phải có trở về, không thôi là vì không còn việc để mà làm nữa. Mất việc luôn. Thì mà người ta đi đi làm cả năm trời chỉ được có nghỉ Tết 10 ngày vậy đó. Rồi phải về là phải đi travel cũng cả ngày trời, cực nhọc, cũng thấy cũng khó, cũng tội nghiệp ha. Từ Sài Gòn về miền Tây thì cũng không đến nổi. Well, trừ khi đến về tới Cà Mau, Rạch Giá thì cũng hơi xa, nhưng mà nhiều người phải đi về tới Hà Nội luôn. Wow. Nhưng mà họ đâu có bay được, họ phải đi bằng xe đò thì mình thấy hơi cực. Đường xá nó dằn dọc nữa, đâu có chạy bon bon như bên đây đâu. Mình tới khu này rồi, thường thường thì mình chạy lên chút nữa mình mới quẹo vô. Tự nhiên hôm nay hứng cái quẹo vô cái khúc này. Đó, cái chợ Trader Joe mình đang nói là cái chỗ này mình thấy nó bán đồ rất là tốt. Organic là gì? Là mấy cái đồ mà không có chất hóa học này nọ đó, trồng cây đồ đó là rất là tốt quá. Ở ngoài trước là cái trạm xe xe Amtrak, hình như chạy từ đây lên tới Sacto ở đâu lận luôn. Ở cái trạm nó nằm đâu mình không biết. Mình tại tới đây mình chạy xe không mà không biết khi nào đi xe bus, chỉ có khi du lịch qua đâu thì không có xe thì đi xe bus thôi. Mình đi quẹo vô cái khu này, trong là cái trong cái bãi đậu xe rồi, cho nên nó chạy rất là chậm. Thay vì mình chạy tuốt lên trên gần tới cái quán ăn rồi mình hả quẹo vô, ai ngờ mình đi quẹo vô sớm á, mình chạy tại mú tuốt 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 cuối cái plaza này mới mới tới tới cái quán ăn. Khu này rất ít khi mình đến, nhớ hồi xưa đi làm á thì lâu thật là lâu thì mấy đứa nó muốn ăn gọi là ăn chay đó, thì cái quán bên tay phải này nó gọi là Sweet Tomatoes, nghĩa là trong đây không có thịt, chỉ có bán rau với súp này nọ rồi pizza, nhưng mà toàn là không có thịt, toàn là gọi là vegan á, Sweet Tomatoes. Nhớ là quán này đó là trong công ty mấy 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 cô này ăn, hôm nay ăn kén thì cứ kêu vô đây ăn. Mình thì tại vì mình đi chơi chung group làm việc rủ mình đi, mình không đi thì cũng buồn, mà ăn ăn một mình thì cũng không có vui, cho nên thường thường hay đi theo group đó, rồi nó rủ đâu thì đi đó. Đây mình phải chạy, đáng lẽ là chạy lên trước lên đi, bây giờ vô trong đây thì phải chạy chậm lại qua mấy cái bom, mấy cái chỗ nó để u lên nặng cho mình chạy chậm lại đó. Anyway, tới đây thì hai cha con vào. Mình thì mới đầu định ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi, cho thằng con nó muốn ăn gì nó ăn. Chính là cho nó ăn, nhưng mình cũng thật ra không có thèm thuồng gì hết.
Nhưng mà mình nó là ưa ăn cái món thịt bò nó gọi là prime ribs, mà hôm nay thì nó có cái gọi là special đặc biệt á. Mình order cái món đó thì nó sẽ cho thêm cái dessert cho nên nói thôi mình sẽ order cái món đó, xong rồi thì ăn không hết thì đem về tối nay ăn tiếp. Các bạn thấy không, nãy giờ mình chạy chạy quá trời chạy mà chưa tới quán ăn. Lần sau phải nhớ, phải để ý chạy là phải chạy tuốt tới cái góc, tại vì cái quán nằm tới cuối cái plaza này, trong khi mình quẹo mình vô cái đấy tuốt ngoài chơi kia. Đây, kiếm chỗ đậu, bà con mấy cuối tuần này đi mua sắm ở đây cũng rất là đông nha. Thôi cái chỗ cái này quán này cái tiệm này là Target, bà con đi bộ là mình phải cẩn thận, họ chỉ sỉ ra thôi không có nhìn gì hết, mình phải ngừng lại. Ở Việt Nam thì phải tránh đi, người ta đi người ta thấy không, không có người nào mà nhìn hết, cứ đi là băng là đi thôi à. Việt Nam thì phải nhìn xe nhìn trước rồi chứ, cái nhưng mà đi cũng băng qua nhưng mà cũng phải nhìn. Nói thật ra mình băng thì không dám bao giờ mà nhắm mắt nhắm mũi đưa băng vậy đâu, lỡ cái đứa nào nó ẩu tả nó đụng mình thì xe mà nó đụng mình thì thôi là mình tiêu rồi. Anh ấy về tới nơi rồi đó, giờ mình đậu đậu vào đây rồi hai cha con sẽ vào ăn. Cái quán này gọi là BJ Sport Restaurant hay cái gì mình cũng quên mất tên này. Thì cái chỗ này nó có làm bia, gọi là brewery đó. Một cái brewery là một cái hãng làm bia, cho nên thường thường mình vào đây mình uống bia, nhưng mà hôm nay thì không uống. Cái món này là món appetizer, là món lót lòng hả, khai vị chứ. Món khai vị. Cái món này là món mực chiên, lăn bột chiên. Hai món này con nó ăn, mình nói nó muốn ăn gì ăn. Còn mình thì cái món đặc biệt của mình nó có món súp này gọi là clam chowder, ăn rất là béo luôn, nó cũng giống như ăn cháo nhưng mà thật ra nó béo hơn nhiều. Đây là cái món chính của mình đây, mình nhìn không là thấy muốn đứng tìm mà, cho nên mình ăn ít thôi, ăn chút xíu rồi. Con thì nó ăn cái burger, lúc nào nó cũng burger, french fry với burger. Rồi đây hưởng thụ, mình cũng ăn vài miếng của thằng con cái mực chiên. Thật ra thì khẩu vị của mình nó khác với thằng con, nó thích ăn đó với mình không thích lắm. Cái mực nó mềm mà mình thích mực cái kiểu mà mực nướng rồi chấm chấm muối chanh rồi ăn đã hơn. Giờ ăn thử cái súp nè, trời ơi béo giống như cháo vậy á, nhưng mà cháo cháo gì ta, cháo gì mà béo ta, cháo vịt mà thật là béo luôn á. Cứ bạn tưởng tượng như mà ăn cháo vịt mà nấu thiệt là nhuyễn á, rồi bỏ sữa hay bỏ gì cho nó béo. Còn đây là mình ăn cái món thịt bò cắt mà sao cái mặt nhăn gì. Thịt bò này. Nó rất là mềm mà rất là ngon. Mình ăn chút đỉnh à, chứ không dám ăn nhiều. Cuối cùng thì ăn hết mấy cái rau. Asparagus là gì? Nè, bạn thấy không? Mình ăn được cái chút đỉnh thôi à, nó no bụng rồi. Thằng con nó ăn appetizer nó cũng no. Cho nên hai cha con ăn cuối cùng đâu ăn hết đâu, phải mang về thôi. Quán đông quá trời nên ăn có 10 phút mà chờ cả tiếng đồng hồ. Cha con đâu ăn hết đâu, đây nó cần phi trường nó bay nó bay. Con trai mình nó chạy đi vô trong chợ rồi. Mình vừa ngồi ăn vừa coi thể thao đó, tại vì cái chỗ này là chỗ họ gọi là sport club, uống bia này nọ rồi coi thể thao được phải không? Thì có tin tức mình thấy Kobe Bryant trên TV hoài ấy, mình thấy
nhìn kỹ lại nó để nó bị chết, bị rớt máy bay chết. Thấy công nhận số phận bạn này. Cô Bi nó mới retire, mới nghỉ chơi có khoảng mấy năm, rất là giàu luôn. Tiền trên mấy trăm triệu bạc chơi basketball, tiền quảng cáo đồ gì, đồ ăn còn dư quá trời. Tối nay khỏi nấu. Yeah, 41 tuổi mà chết rồi, mà biết bao nhiêu tiền luôn. Cái con gái nữa, con gái 13 tuổi chết rồi. Cái này quay thôi, mình chờ con về, hai cha con về bữa nay. Nhiều khi nghĩ lại, số phận của con người, mình phải sống cho vui.